bạn sẽ cũng có thể thấy kênh của cô Hường IPS 6. Cô ấy cũng trở thành một người có ảnh hưởng trên mạng dựa trên những kiến thức thông thường. Cô ấy dùng một phương pháp có tên gọi là hỏi, đáp và để chống. Chúng ta xem một vài video ví dụ về hỏi, đáp và để chống. Giáo dục Singapore có gì nổi bật? Giáo dục có tính định hướng học sinh từ cấp tiểu học và lựa chọn đường đi từ cấp trung học cơ sở. Học sinh tiểu học Singapore đã được dạy song ngữ. Nên giáo dục Thụy Điển. Học sinh làm chủ việc học tập của họ bắt đầu từ mẫu giáo với 4 tuổi. Mỗi sáng thứ hai các em ngồi vòng tròn với cô giáo. Mỗi em sẽ nói lên những dự định mình sẽ làm ở trong tuần. Giáo viên sẽ giúp các em điều chỉnh kế hoạch và hàng ngày hỗ trợ để công việc của các em trở nên dễ thực hiện. Theo bạn nền giáo dục của Việt Nam có gì đặc biệt? Rồi, cô ấy chỉ để lại một cái câu hỏi cuối cùng đó là theo bạn nền giáo dục việt nam có gì đặc biệt thì cái phong cách đặc biệt này đó là hàm lượng kiến thức rất cao và sau đó bỏ ngỏ luôn luôn là như vậy trong mọi video của cô ấy cho nên cô ấy trở thành một trong những edu talk đứng đầu trong nhiều tuần xếp hạng liên tiếp khác hoàn toàn với những người khác đang làm ở bên ngoài kia là làm để giải trí là chính thì những nền tảng mà Phạm Thành Long đang tạo ra cho các học viên của mình Đó là tạo ra những thứ có giá trị Nổi tiếng nhưng có giá trị Chúng ta cũng có thể thấy Nhưng cái bí mật nằm ở đằng xa Đằng sâu xa của hệ thống này Là chúng ta không nhìn thấy họ kinh doanh Có thể chúng ta chỉ nhìn thấy một kênh duy nhất ở đây Là Tây Bắc TV Họ bán hàng online Vậy cô Hường đã trở nên giàu có bằng cách nào? Đó chính là kênh EduTalk của cô ấy Cô ấy là một trong những người làm MMO lâu đời rất lâu đời tại việt nam đã làm mmo thì khoản tiền là underground tức là bạn không thể nhìn thấy được luồng tiền của họ tiền là hợp pháp nhưng mà nó phát sinh ở trên nhiều quốc gia đó chính là các hoạt động chủ yếu là làm affiliate cô ấy làm affiliate là chủ yếu bạn hãy hình dung điều này chúng ta làm doanh nghiệp chúng ta thuê một kol để trở nên nổi tiếng nhờ kol đó vậy thì các doanh nghiệp đang trả tiền cho kol để trở nên nổi tiếng có nghĩa là doanh nghiệp phải kiếm được nhiều tiền hơn cái số tiền trả cho kol phải không nào và bây giờ chính họ là kol thì có cần phải trả tiền không tức là ăn cả gốc cả ngọn nó nằm ở cái chỗ này đây các bạn hình dung một cách dễ hơn này nếu bạn phải đi thuê một cái nhà mặt phố để kinh doanh thì có phải chúng ta đang chia lợi nhuận cho chủ nhà phải không và chúng ta phải kiếm được một khoản tiền lớn hơn cái khoản tiền cho thuê nhà thì chúng ta mới thuê cái căn nhà đó nhưng bây giờ hãy tưởng tượng đó chính là nhà của mình thì mình sẽ kiếm được nhiều như thế nào